Sau khi kết thúc chặng đua thứ 8 thì ngày hôm nay 11 tháng 9, các tay đua sẽ bước vào tranh tài ở chặng đua thứ 9 của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017. Đây sẽ là chặng đua có lộ trình dài nhất của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen năm 2017, có chiều dài lên đến 170 km với điểm xuất phát là Quảng trường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi và đích đến là Quảng trường mùng 2 tháng 9, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, và theo kế hoạch các tay đua sẽ bắt đầu xuất phát vào lúc 7 giờ sáng nay. Và trong phần cuối của bản tin thể thao chào buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nét rất đặc trưng của những vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp. Kính, găng tay, mũ, giày chuyên dụng và đặc biệt là những bộ quần áo sặc sỡ nhiều màu sắc có lẽ là dấu hiệu dễ dàng nhất để chúng ta có thể nhận biết được đó là một người chơi xe đạp thông thường. Thế nhưng, để có thể nhận biết được một vận động viên xe đạp chuyên nghiệp, nếu không nhìn vào những trang thiết bị kể trên, thì chắc hẳn đó chính là làn da rám nắng. Xe đạp là thường mặc quần áo ngắn ra đường, đeo đội mũ, đeo mắt kính thì điểm nhận dạng đầu tiên là sẽ là những vết hằn trên mắt và tay chân. Do mình tập luyện thời tiết lắng nóng nên là nó bị hằn. Với dầm mưa dãi nắng như thế thì cái dần làn da của vận viên xe đạp nó sẽ khác biệt so với lại làn da của một người bình thường. Có thể là nhìn cái khuôn mặt của họ nó có một cái gì đó nó dâng lên rất là khổ luyện. Khi mà người ta tháo cái kính ra thì cái khu vực cái vòng mắt á, nó sẽ trắng hơn so với lại các cái khu vực còn lại trong khuôn mặt của mình. Không chỉ có làn da, bắp đùi hay những cánh tay cháy nắng, cơ bắp của những vận động viên xe đạp cũng khác biệt so với những người bình thường. Bởi do luôn phải tập luyện và thi đấu ở cường độ cao, làm bạn với thời tiết khắc nghiệt, chấp nhận làn da cháy nắng hay những sự cố bất ngờ, chỉ với mục tiêu duy nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Khi hoàn thành mỗi chặng đua, các cua rơ chuyên nghiệp xứng đáng được tôn vinh sau những gian nan, thử thách của môn thể thao đầy tính khắc nghiệt như xe đạp đường trường.